Dạ vâng, xin chào ngày mới anh chị và xin kính chào quý vị khán giả của Cà phê sáng ạ. Cuối tuần này thì từ Quảng Trị trở vào tới Nam Bộ trời sẽ có nắng và tạnh ráo. Trong khi đó thì từ Quảng Bình trở ra tới Bắc Bộ sẽ vẫn có mưa mù ạ. Và thủ đô Hà Nội là một trong những nơi mà có mưa mù nặng nhất ở ngoài Bắc. Quý vị có thể quan sát thấy là ngoài trời thì vẫn đang âm u và mù mịt, không khí thì ẩm ướt với độ ẩm gần mức bão hòa 100%. Quý vị chúng ta sẽ cảm thấy khá lạnh với nhiệt độ đang vào khoảng là 19 độ. Và dự báo là trong ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, mưa mù sẽ duy trì trong cả ngày và nhiều nhất là vào buổi sáng với độ ẩm ở mức rất cao, 90%. Đến chiều thì tuy là có những khoảng ngớt mưa, thế nhưng mà độ ẩm thì vẫn duy trì ở mức trên 80%. Chính vì vậy mà những khu vực như là sàn nhà này, tầng hầm hay là tầng trệt của ngôi nhà rất dễ là bị ẩm ướt và trơn trượt. Để có thể hạn chế tình trạng này, quý vị chúng ta có thể bật điều hòa ở chế độ hút ẩm hoặc là sử dụng máy hút ẩm. Ngoài ra thì có thể lau nhà bằng khăn khô nhiều lần. Và cuối cùng, quý vị hãy lưu ý là hạn chế mở cửa và bật quạt để tránh làm nhà của chúng ta trở nên ẩm hơn nữa. Và dù là nắng đẹp hay là âm u thì Hà Linh hy vọng quý vị sẽ có những giây phút thư giãn cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với thời tiết ở một số nơi khác trên cả nước. Thị xã Sapa dự báo hôm nay có lúc có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ không quá 15 độ. Thành phố Hạ Long hôm nay dự báo tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 22 độ trở xuống. Trái lại, thành phố Đà Nẵng dự báo hôm nay không mưa, trời nắng gián đoạn, dễ chịu, 28 độ. Thành phố Hội An dự báo cũng tạnh ráo và có nắng trong cả ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất cũng 28 độ. Thành phố Đà Lạt dự báo hôm nay trời nắng mây đan xen, không khí ấm áp vào buổi trưa và chiều với mức nhiệt 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh dự báo trưa và chiều nay vẫn ít mây, nắng mạnh, không khí nóng khô với nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Thành phố Cà Mau cũng mỏng mây và nắng nhiều trong ngày hôm nay. Quý vị sẽ thấy nóng vào buổi trưa và chiều khi nhiệt độ tăng lên 32 độ.